là những cái hiện vật cũng như là hình thức tham quan là trực quan sinh động. Háo hức, lạ lẫm, cảm thấy cuốn hút, hấp dẫn là tâm lý chung khi các em được trải nghiệm tại nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai. Đây là nét mới trong nội dung giáo dục truyền thống yêu nước cho học sinh, sinh viên mà các trường trên địa bàn đưa vào thực hiện trong thời gian qua. Đến đây các em trực tiếp được nghe kết hợp với quan sát bằng trực quan sinh động những nội dung và hình ảnh sống động, chân thật. Những hiện vật mang tính lịch sử cao, tái hiện lại lịch sử chiến đấu, dũng cảm, kiên cường, mưu trí sáng tạo của lực lượng vũ trang và các dân tộc tỉnh Gia Lai anh hùng. Đây cũng là nơi nghiên cứu, giáo dục về mục tiêu lý tưởng truyền thống quân đội nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng trong gần 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang qua các thời kỳ chiến tranh, chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ cứu nước, truy quét tàn quân phun rô, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xã hội chủ nghĩa và cả trong huấn luyện xây dựng nền nếp chính quy. Đặc biệt, các em được tiếp thu những kiến thức nhất định về lĩnh vực quân sự, quốc phòng một cách cụ thể, sát với thực tế nhất. Nhờ đó mà chúng em biết được sự hy sinh và sự cực khổ của những người đã hy sinh của thế hệ đi trước. Có những câu hỏi khó, mai sau có những câu hỏi khó chúng em sẽ giải đáp được nhờ những cái chuyến đi này. Là em rất là vui khi được tham quan lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Gia Lai và học được rất là nhiều điều mới. Như là các trận đánh lịch sử, em rút ra được bài học là muốn được làm điều gì đó thì phải cần cù và cố gắng. Để lưu giữ hơn 1.000 hiện vật, 20 bộ sưu tập hiện vật các loại được trưng bày trong nhà và ngoài trời, bảo đảm bố cục trưng bày khoa học, logic, tái hiện rõ nét thành quả chặng đường gần 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang và các dân tộc tỉnh Gia Lai. Đội ngũ cán bộ nhân viên của nhà truyền thống đã nghiên cứu, duy tu, bảo dưỡng hiện vật một cách tỉ mỉ, cẩn thận nhất, cũng như xây dựng hệ thống cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo ấn tượng sâu sắc, tính thẩm mỹ và thông tin giáo dục truyền thống hiệu quả nhất cho những ai ghé thăm. Qua cái buổi học trực quan này thì em cảm thấy rất là bổ ích. Em biết được truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông ta ngày xưa và ngày nay, cũng như em biết được tên tuổi, hình ảnh của các mẹ Việt Nam anh hùng, các vị anh hùng tại địa phương em mà trước đây em chỉ nghe qua các giáo viên giảng dạy ở trên trường, trên lớp. Thì em cảm thấy đây là một trải nghiệm rất là thú vị cho em và các bạn. Trong hành trình tìm lại sự hy sinh của chính mình, đoàn cựu quân nhân sư đoàn 307 quân khu 5 đã dừng chân tại nhà truyền thống lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Gia Lai. Nơi đây đã lưu lại những ký ức không thể nào quên của chiến trường năm xưa. Và cũng tại đây, những kỷ vật, những bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã phần nào giúp những cựu quân nhân vơi đi nỗi nhớ, niềm thương về những đồng đội đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và càng thêm tự hào về giá trị của sự hy sinh vì độc lập, tự do và phát triển của đất nước hôm nay. Thì mình rất cảm động đã đến nơi này, nhà truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai đã có những cái thành tích mà đã đưa liệt sĩ hôm nay. Và nhà truyền thống lực lượng vũ trang của tỉnh Gia Lai đã cho chúng tôi một buổi chiều thăm lại Bác Hồ, thăm lại những chiến tích của tỉnh Gia Lai ngày xưa, từ thời chống Pháp tới bây giờ. Tôi thấy rằng là các bạn đã phát triển rất nhanh và có một cái tập trung cao độ để xây dựng cái nhà truyền thống và trưng bày như thế là quá tốt. Và chúng tôi rất hài lòng và thấy rằng là liệt sĩ hy sinh của họ là xứng đáng, và trong đó là cái tuổi trẻ thanh xuân của mình đã bỏ ra, và coi như đó là giá trị đẹp nhất, cao đẹp nhất của chúng tôi. Những buổi tham quan như thế này chắc chắn sẽ là một kỷ niệm khó quên về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, về lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, và sẽ trở thành hành trang nâng bước các em học sinh hướng đến những điều tốt đẹp ở tương lai. Và đây còn là nơi gặp gỡ của hành trình tìm lại sự hy sinh của chính mình, của cha ông ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.